một sự kiện eSports được tổ chức quy mô hoành tráng với sự tham gia của những game thủ eSports hàng đầu trong giới Dota 2 Việt Nam. Đội thắng cuộc sẽ đại diện cho quốc gia Việt Nam tham dự giải eSports Đông Nam Á tổ chức tại Malaysia với tổng giá trị giải thưởng lên đến 5,4 tỷ đồng. Tại Việt Nam, vòng loại Exit 2016 đã được eSports Malaysia giao cho eSports Việt ISV tổ chức chính thức, được sự tài trợ bởi VTV Play, Imba Group và ISV. Tham gia chương trình, khán giả ngoài việc được xem trực tiếp trận chung kết vòng loại tại Việt Nam, còn được theo dõi trực tiếp Popstorm Sunshine Major từ Thượng Hải, được cover bởi ekip eSports chất lượng nhất hiện nay. Trận chung kết bộ môn Dota 2 sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2016, tại địa chỉ Công Xuân số 1 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.